May quá. Chi sợ muộn, anh mua số xéo cho em đây này. Anh lại cho em tiền đấy ạ? Em không nhận đâu. Cứ cầm lấy, tiền của anh cũng là tiền của em, cầm lấy mất tiêu. Em đi làm có lương rồi, em còn phải nộp lại cho anh ấy chứ, đấy. Yên tâm, khi nào ông lấy lương ấy, tôi sẽ bắt ông nộp thuế cao đấy. Chỉ sợ lúc đấy lại kêu là không đủ tiền tiêu. Rồi, em nhận nốt lần này thôi nhá. Biết thế đã. Trưa nay thích ăn gì? Cơm gà hay là bún bò để anh mang qua cho. Đỡ phải ra ngoài mất thời gian. Tối qua ai vừa thế? Quên à? Quên. Thế thì trưa nay mời mấy đồng nghiệp trong phòng đi ăn cho vui. Đã kết thân với ai chưa? Mình mới vào nên chủ động kết giao với mọi người. Nhất là mấy đứa không thích mình ấy, cứ đi ăn mấy bữa kéo chúng nó xích lại gần. Thế là em muốn kiếm cớ bắt đặt ma mới cũng khó. Hả? Anh không cần phải dặn, em tự biết em phải làm gì. Anh bảo. Gì nữa? Thôi, anh không nói nữa. Thói quen mà. Làm gì mà nhắc đến đồng nghiệp mặt cứ sưng lên thế? Vẫn còn giận anh à? Giận cái gì mà giận? Thôi em đi đây. Đi cẩn thận nhá. Em biết rồi. Đây, nguyên văn là thế này. Nó bảo em là đến nhà ông phó chủ tịch, nhưng mà không được gặp ông chồng, chỉ gặp bà vợ thôi. Vì ông chồng ấy không dám đứng ra nhận tiền, bà vợ mà cầm tiền thì coi như xong việc. Nó sẽ bỏ suất của nó để cho cái Hương nhà em. Đúng chưa Bảo? Dạ. Ai cho mày đứng? Ngồi xuống. Em có hỏi nó là hết bao nhiêu tiền. Nó bảo là hết 100 triệu tròn. Chị cũng đi cửa đấy hết 100. Nên em không việc gì phải đi nhiều hơn cả. Sự thật là thế mà. Mày có im được. Em cũng làm y như lời nó nói. Nhưng mà đến nơi bị người ta chửi, người ta mắng như tát nước vào mặt ý. Rồi dọa kiện là cố ý gắp lửa bỏ tay người, gài bẫy người ta nhận hối lộ. Giờ việc hỏng, chị phải trả lại em tiền. Còn bồi thường mối quan hệ giữa gia đình nhà em với gia đình nhà ông phó chủ tịch nữa. Giờ việc ầm ĩ cả lên, cửa xin việc cho cái Hương nhà em cũng hỏng. Em biết phải làm thế nào bây giờ? Nhưng mà chuyện này là giữa cô với thằng Bảo nhà chị. Em chứ không chị... biết. Con dại thì cái mang. Chị phải trả tiền cho em. Nếu không á, em quyết 2 năm rõ 10 đến cùng đấy. Dạ, em xin lỗi anh ạ. Tại thằng con trai của em nó ngu si, nó vô tri, cho nên đã làm ảnh hưởng đến uy tín của anh ạ. Anh đại lượng, anh tha thứ cho cháu, để cháu có cơ hội sửa sai ạ. Lại còn sửa sai à? Cơ hội gì nữa? Loại nó cho nó thất nghiệp luôn. Huy anh ơi, nó mà thất nghiệp thì nó sống bằng gì ạ? Vợ chồng em không thể nuôi nó bao cô cả đời được. Anh cũng có con, anh hiểu mà anh. Tôi không nghe cô trình bày nữa. Tôi nói không là không. Ôi. Anh nói vậy thì em cũng chẳng biết làm sao. Hay là anh ơi, anh nói khó với chị, cho em xin lại tiền đặt cọc được không ạ? Alo. Alo. Tắt máy rồi. Người ta chặn máy mẹ rồi. Mà con không làm ở xã đâu. Cán bộ kế hoạch hóa gia đình phèn vãi. Cái thằng mất dạy này mày. Cái... này, này, mày tưởng mày là ai hả? Đi lại. Bố mẹ mày mà không nhét nhiều tiền nhá, không nói sùi bọt mép nhá, thì đến chân bảo vệ ủy ban cũng không ai thèm nhận. Mày tưởng mày làm được cái gì hả? Đã vô tích sự lại còn pha hại, đang tự dưng thì làm mất 15 triệu, lại còn đi năn nỉ người ta gây lưỡi ra, để người ta không lưu loan là cái gia đình này lừa đảo. Trời ơi, mà không hiểu tôi ăn ở thế nào mà ông trời nhét vào bụng tôi cái thằng con rời đánh này. Mày hối hận đi thì nhét lại con vào bụng đi. Mày có phải thách? Tao làm được, tao làm được lâu rồi. Đã thế, con sẽ đi khỏi cái nhà này cho mẹ rảnh nợ. Mày đi lên, cút. Nào nào, ai cho phép đi? Ngồi xuống. Mẹ mày chưa nói hết đâu. Em nói tiếp đi. Tôi không nói nữa. Không nói nữa à? Không nói thì thôi. Mà này, hai mẹ con đừng có đốt nhà nữa được không? Bảo, xin lỗi mẹ đi. Và hứa mẹ là sẽ lấy công chuộc tội. Và hứa là từ nay về sau,
sẽ tu trí làm ăn, không làm cái gì để cho bố mẹ đau lòng cả. Nó mà làm được thế nó đã không phải là con anh. Thế nó là con ai? Đang giận nó tự nhiên lại chém lây sang bố. Vâng, trong mắt mẹ con chỉ là thằng vô dụng, thằng ăn tàn vãi. Con sẽ đi khỏi nhà này cho khuất mắt mẹ. Con sẽ kiếm tiền về trả lại mẹ. Mẹ cứ liệt kê đi, tiền mẹ nuôi con từ ngày lọt lòng đến giờ phút này không tiếng một đồng nào cả, để cho mẹ con mình khỏi nợ nần gì nhau nữa. Ôi giời ơi. Con ơi là con, thằng mất rồi. Lần này con định bỏ đi thật đấy à? Đây, theo bố thì con nên cầm thêm đâu này. Nhớ bỏ đi lâu có cán mà thay đổi. Kiểu khác nữa này. Thôi, bố đừng có động vào, bố đi ra ngoài đi. Thì cứ để đây mà. Người ta quan tâm cho mà cũng không xong. Dũng. Dạ. Em chào sếp ạ. Tìm sếp Yên à? Dạ vâng ạ. Chị đi tỉnh công tác rồi, chiều mới về. Thế ạ. Có việc gì quan trọng nói với tôi cũng được. Dạ. Cà phê mua cho tôi đúng không? Dạ vâng ạ. Em mời sếp ạ. Cảm ơn nhé. Ngồi đi. Vâng ạ. Cà phê ngon đấy. Sao? Tìm sếp Yên có chuyện gì? Dạ. Mặc dù chị hơi khó tính, nhưng mọi thứ xuất phát từ công việc nên cũng không có gì phải ngại cả. Dạ vâng ạ. Em biết ạ. Tôi luôn muốn tạo một môi trường cởi mở, thân thiện, để nhân viên họ phát huy hết được những khả năng. Nhưng để làm được điều đó, bản thân họ cũng phải cởi mở, chia sẻ hết những khó khăn, vướng mắc của mình là gì. Thật ra thì em luôn quan niệm rằng dù có gặp khó khăn đến đâu thì cũng tự mình phải giải quyết, không thể phiền đến các sếp được ạ. Tôi thích suy nghĩ đấy, nhưng nếu có cơ hội thì vẫn nên nói ra. Em xin phép được trình bày. Thưa anh, nếu được phép thì việc này có hơi riêng tư và trẻ con. Nhưng thầy cũng đã nói với em rồi, khi đã về đây làm thì hãy luôn coi anh như một người anh lớn á. Vấn đề lớn nhất của em luôn cảm thấy tự ti ạ. Việc mà em về công ty làm, em cảm thấy vấn đề của cậu bây giờ là cậu đang thiếu tự tin.